Đầu tiên, xin cảm ơn các pha chế vì đã giúp chúng tôi tỉnh táo trong quá trình thực hiện nội dung này. Nếu các bạn muốn được xưng danh ở đầu video, hãy bấm vào nút join bên dưới để tham gia gói hội viên và nhận các video độc quyền. Rừng thiêng nước độc vốn dĩ là điều mà ông cha ta thường nói để cảnh báo cho mỗi người hãy thật cẩn thận khi đi vào rừng, bởi vì bạn không biết điều gì đang đợi chờ mình. Vườn quốc gia Mountain Rainier của Mỹ, những người lính đã từng ở đây, những nhân chứng duy nhất để biết được mọi chuyện, rồi sau đó chứng kiến những điều mà không thể giải thích nổi. Xin chào các không ai cả và chào mừng đã trở lại với kênh Không Người Xem. Tôi là Samurai và đây là Missing 411, chuyến đi cuối cùng của người đi bộ đường dài nổi tiếng nước Mỹ. Karen Sykes sinh năm 1944, mất tích trong rừng rậm cũng là lúc bà đã 70 tuổi. Nhưng đó không phải là điều mà cảnh sát đặc biệt quan tâm đến vụ việc. Trong suốt 70 năm, với niềm đam mê núi rừng, bà thường có những chuyến đi bộ đường dài kết nối với thiên nhiên tại khắp khu rừng ở nước Mỹ. Karen cực kỳ nổi tiếng trong cộng đồng yêu thích đi bộ đường dài tại khu vực Tây Bắc Mỹ. Ngoài ra, bà rất thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm sau mỗi chuyến đi cho đăng tải lên các kênh báo chí. Karen cũng là một nhiếp ảnh gia và là tác giả của cuốn sách về những chuyến bộ đường dài về phía Tây Washington. Bà còn là chủ kênh blog Karen's Trails, chuyên đăng tải những câu chuyện, hình ảnh về việc khám phá những đường mòn ít người để ý tới. Lola Camp, một người bạn thân của Karen cho biết, cô ấy được xem là người chinh phục những con đường mòn và còn nói thêm rằng Karen luôn đi bộ ít nhất 2 lần một tuần và có khả năng sống sót trong những điều kiện khắc nghiệt nhất. Tuy nhiên, vào tháng 6 năm 2014, bà Karen được tuyên bố là đã mất tích trong một chuyến đi rừng. Vậy điều gì đã xảy ra để một chuyên gia sinh tồn cũng phải ở mãi trong rừng như vậy? Công viên quốc gia núi Rainier được xem là một trong những nơi đẹp nhất trên thế giới, mang tính biểu tượng của Washington. Từ những đồng cỏ hoang dại cho đến khu rừng già, những thác nước và dòng sông tuyệt đẹp, quang cảnh núi non kỳ thú, tất cả hòa quyện lại, biến nơi đây thành giấc mơ của những người yêu thiên nhiên. Có độ cao hơn 4.300m, núi Rainier vừa là ngọn núi lửa đang hoạt động, vừa là đỉnh núi lửa băng giá nhất ở lục địa Hoa Kỳ. Đây là điểm trung tâm của vườn quốc gia núi Rainier với các sườn núi thấp hơn, bao quanh là những khu rừng già và đồng cỏ hoang dại. Công viên quốc gia với diện tích là 616 km² là một khu vực hoang dã được bảo tồn với đồng cỏ, núi cao, rừng, suối và thác nước tuyệt đẹp xuyên suốt đường mòn Owl High Lakes dài 416 km. Karen có một mối quan hệ đặc biệt mà không ai giải thích được với công viên quốc gia núi Rainier. Dù đã tới đây nhiều lần, nhưng như vậy là chưa bao giờ đủ với Karen. Thêm vào đó là việc cần thêm tư liệu cho bài báo sắp tới, nên vào ngày 18 tháng 6 năm 2014, Karen cùng bạn trai hay người chồng lúc bấy giờ là ông Bob Mothos quyết định tới đây để đi bộ đường dài trên đường mòn Owl High Lakes. Trước chuyến đi, bà đã chuẩn bị các vật dụng kỹ càng, kể cả đồ cắm trại qua đêm để đề phòng trường hợp khẩn cấp. Đường mòn Owl High Lakes nằm ở giữa hai con đường cao tốc. Đích đến của chuyến đi nhiều khả năng sẽ là những hồ nước tuyệt đẹp ở chân sườn núi. Trong những lần leo núi trước, Karen sẽ bắt đầu đi bộ từ phía bắc của con đường mòn, nên lần này bà quyết định đi từ phía nam. Tháng 6 là thời điểm tuyết bắt đầu tan, tạo thành một số khoảng không bên dưới các lớp tuyết, nên việc di chuyển có phần khó khăn và hiểm trở hơn. Sau khi đi được khoảng 7 km, ông Bob cảm thấy thấm mệt nên muốn dừng lại để nghỉ ngơi và ăn trưa. Trong khi đó, Karen thì khác. Bà muốn đi trước và quan sát một đoạn trước đó. Bà nói với ông rằng sẽ quay trở lại trong khoảng 1 giờ. Karen thực sự đã quay trở về, nhưng không phải là sau 1 giờ, mà phải mất tới 3 ngày thì người ta mới đem bà trở về. Có vẻ như kỹ năng leo núi và sinh tồn đã không giúp được bà trong lần này. Thời điểm Karen nói muốn đi tìm hiểu trước, trong tâm trí Bob chắc chắn không nghĩ đến chuyện gì tồi tệ có thể xảy ra với người yêu của ông, bởi vì bà đã quá quen thuộc với cung đường này. Ngồi chờ Karen 30 phút, 45 phút, rồi 1 giờ sau đó. Thời gian dài khiến Bob cảm thấy có gì đó đang không bình thường. Linh tính mách bảo ông đứng dậy và đi tìm thay vì ngồi một chỗ. Bồn chồn, Bob bắt đầu tìm kiếm xung quanh, đi theo những dấu chân in trên tuyết bởi Karen
bởi vì bà bảo sau 1 giờ sẽ quay trở lại. Nhưng lâu rồi vẫn không có kết quả. Trong thời điểm này, mọi thiết bị liên lạc hoàn toàn không có kết nối. Việc duy nhất Bob có thể làm là thông báo cho cơ quan chức năng và đợi chờ sự giúp đỡ của họ. Một chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn cứu hộ được triển khai ngay sau đó. 6 đội tìm kiếm với sự giúp đỡ của chó nghiệp vụ của máy bay trực thăng đã lùng sục khắp nơi trong các khu vực khoảng 3 ngày. Để rồi, họ bàng hoàng khi phát hiện ra thi thể của Karen đang nằm ở khu vực ngoài con đường mòn mà bà dự định đi trước đó. Thi thể của Karen nằm tại một nơi có địa hình gồ ghề và cực kỳ khó tiếp cận, là trên một sườn núi. Greg Johnston, một cựu cây viết của tờ Seattle Post-Intelligencer, đã chia sẻ quan điểm của mình trong sự kiện này rằng thật bất thường bởi Karen là một người biết rõ ngọn núi và người cuối cùng có thể sống sót nếu có sự cố xảy ra thì chắc chắn sẽ là bà ấy. Việc Karen đi quá xa khỏi đường mòn như vậy là không thể. Nhưng nó đã xảy ra và người ta cũng khó thể xác định được liệu rằng việc bà ấy tìm được nơi đó có phải là nơi cuối cùng bà còn sống không hay có người đã mang bà tới khu vực đó. Và ai đã làm chứng rằng ông Bob đã không xuất hiện trước khi bà Karen ngừng thở? Có quá nhiều nghi vấn cần đặt ra. Việc khám nghiệm tử thi được tiến hành ngay lập tức tại phòng giám định y tế quận Pierce. Kết quả cho thấy Karen chết bởi vì giảm thân nhiệt quá sâu. Điều này tương đối hợp lý bởi trong thời gian bà mất tích, khu vực đó chỉ ở khoảng 4 độ C. Chính vì thế nguyên nhân tử vong được kết luận là tai nạn. Và nếu nhìn qua thì đó là một kết luận hợp lý. Bên cạnh nguyên nhân trên, các bác sĩ pháp y còn thông báo rằng nguyên nhân thứ hai có thể là do bệnh tim. Nhưng nếu so xét kỹ, có cực kỳ nhiều nghi vấn cần đặt ra. Đầu tiên là về bệnh tim của Karen. Bạn bè và đặc biệt là con gái bà khẳng định rằng Karen hoàn toàn khỏe mạnh và chưa từng có dấu hiệu nào về bệnh này. Điều thứ hai là tại sao một người quá quen thuộc với đường này lại đi xa khỏi đường mòn như vậy? Nếu cho rằng Karen có thể bị trụy tim và sau đó ngã xuống vách núi thì lại càng vô lý bởi vì trên người bà không hề có vết thương nào cả trong lẫn ngoài cơ thể. Và như đã nói, Bob, người đàn ông đi cùng bà Karen đã không có bằng chứng ngoại phạm hợp lý cho mình. Vì vậy, ông không thể nào nằm ngoài vòng nghi vấn bởi vì cảnh sát nghi rằng ông có liên quan tới sự ra đi của bà Karen. Và từ đây, hành trình điều tra về ông đã được bắt đầu viết trong bản báo cáo. Karen được tìm thấy lần cuối vào khoảng 3 giờ chiều bởi Bob. Karen để Bob ở lại nghỉ ngơi và đi xem trước một đoạn. Một giờ sau, Bob cố gắng đi theo dấu vết mà Karen để lại trên tuyết mà không tìm thấy bất cứ thứ gì liên quan đến bạn gái của mình trước khi quay lại vì cơn bão lớn. Trước đó, Bob đã buộc một chiếc khăn tay màu đỏ để đánh dấu vị trí Karen được nhìn thấy vào lần cuối. Khoảng 8 giờ tối, một nhân viên kiểm lâm đang lái xe trên đường cao tốc để trở về nhà. Ông thấy Bob đang đứng một mình nên đã dừng lại hỏi Bob xem ông có cần giúp đỡ gì không. Bob đã kể lại việc mình chưa tìm thấy bà Karen. Nhân viên kiểm lâm gợi ý rằng ông hãy báo cáo cho cơ quan chức năng gần đây. Tuy nhiên, điều này có vẻ chưa nằm trong suy nghĩ của Bob ngay lúc đó và ông trả lời là chưa cần thiết lắm. Và giải thích rằng bạn gái ông là một người cực kỳ am hiểu nơi đây và cũng là một người đi bộ nổi tiếng. Và thay vì thuyết phục Bob hãy liên lạc và báo cáo mất tích với chính quyền, nhân viên kiểm lâm đã chỉ cho Bob bốt điện thoại gần nhất nếu cần để gọi 911 rồi ông ta rời đi. Đến đây, có thể mọi người sẽ nghĩ rằng Bob hoàn toàn có thể gọi cho cảnh sát hay bất cứ người thân nào để nhờ trợ giúp. Nhưng không, ông đã không làm như vậy. Sau đó khoảng 1 giờ, một cặp đôi đi bộ đường dài cũng đã trông thấy Bob và lần này, Bob chủ động bắt chuyện với họ. Ông nói rằng mình không có điện thoại và hy vọng họ có thể giúp ông bằng cách gọi 911 khi họ tới khách sạn và thông báo về việc mất tích của Karen và tới 10 giờ đêm mới đến tai của chính quyền địa phương. 5 giờ sáng ngày hôm sau, các kiểm lâm viên tới khu vực mà Karen được tìm thấy lần cuối theo chỉ dẫn của Bob. Tuy nhiên vị trí đó không hề có dấu vết nào của Karen. Thứ duy nhất đúng trong lời kể của ông Bob là một chiếc khăn tay nhưng nó ở dưới đất chứ không phải là buộc trên cây như lời khai của ông. Ngoài ra, còn một chi tiết nghi vấn khác đó là Bob tin rằng Karen sẽ không đi xa khỏi đường mòn chỉ để chụp ảnh cho bài viết tới. Đồng thời ông còn cho rằng khả năng bạn gái mình đã bị ngã ở đâu đó trên đường mòn hoặc cách đó không xa. Hơn thế nữa, vào thời điểm mất tích, Karen có mang theo mình thiết bị định vị dù hiếm khi sử dụng. Điều này gần như đã bị loại bỏ hoàn toàn do trì hoãn của ông Bob đã không gọi cho cảnh sát dù biết người thân của mình đang lâm nguy ở đâu đó trong rừng. Một chi tiết đáng chú ý là Bob nói rằng Karen không thích băng qua những con lạch hay đi qua những cây cầu gỗ trong rừng. Ngoài ra,
bà cũng sẽ tuyệt nhiên không đi vào những nơi tuyết phủ quá dày như các dãy núi hoặc đỉnh núi. Và nếu Karen bị lạc, bà sẽ tìm đường khác, chứ không đi qua những nơi mà bà không cho là an toàn. Tuy nhiên, khu vực này lại có rất nhiều con lạc như vậy. Chúng có thể khiến Karen đi chệch khỏi đường ban đầu, nhưng sẽ không đi quá xa. Thậm chí, nếu có bị lạc một chút thì Karen hoàn toàn đủ khả năng dựng một lều trại ở tạm. Nếu bị thương thì bà sẽ ở yên một chỗ, đợi người tới cứu. Và một điều nữa, vài người bạn của Karen cho biết, thị lực của bà rất kém. Vào ngày 21 tháng 6, thi thể của Karen được một máy bay trực thăng tìm thấy khi nó bay qua con lạch, địa điểm mà Karen không mấy thích đi đến hoặc sẽ không đi. Tại hiện trường, bà Karen ở trong tư thế ngồi, chân để phía dưới con lạch và cuốn quanh mình bằng chăn khẩn cấp. Ba lô đeo sau lưng và máy ảnh của Karen không được tìm thấy, dù cảnh sát đã lục tung toàn khu vực. Chính vì thế lộ trình mà bà ấy đi sẽ mãi mãi là một bí ẩn. Cùng với đó, Bob nói rằng ông đã lần theo dấu vết của Karen để lại trong đoạn đường, nhưng các nhân viên điều tra lại cho rằng điều đó là không thể. Và bởi vì Bob đã để quá lâu mới thông báo cho cơ quan chức năng, khoảng sau 7 giờ họ mới biết được việc. Vậy nên, những bí mật này sẽ mãi mãi là bí mật và công cuộc điều tra sẽ phải kết thúc. Bởi vì tất cả phải chấp nhận rằng Karen đã chết do tai nạn, dù họ có muốn hay không. Bà Karen mất do tai nạn nhưng lại không có vết thương trên người, không có dấu hiệu tự vẫn và bà đã mất tích trên con đường sở trường của bà. Chuyện này có thể xảy ra không? Mọi thứ rất khó hiểu, nhưng nó vẫn là khả thi bởi vì chúng ta miễn cưỡng phải chấp nhận do chúng ta không có bằng chứng để cãi lại. Lời khai của nhân chứng duy nhất trong câu chuyện này có rất nhiều điểm bất hợp lý. Vậy thì, thưa các bạn, chuyện gì đã xảy ra? Vì tâm lý, vì ông sợ cảnh sát sẽ phát hiện ra điều gì? Hãy cho chúng mình biết quan điểm của các bạn và giả thuyết của các bạn về việc tại sao Karen đã mất tích và qua đời. Nếu các bạn thích video này, đừng quên bấm like, subscribe cho chúng mình và bấm chuông thông báo để không bỏ lỡ video nào trong tương lai. Ngoài ra, nếu muốn ủng hộ trực tiếp, các bạn có thể bấm một nút thanks bên dưới hoặc bấm một nút join để tham gia có hội viên và nhận các video độc quyền. Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe và hẹn gặp lại trong lần tới. Peace.